Nhờ hoạt động, Phan Tất Thành bị 8 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam bắt giam vụ trưởng vụ pháp chế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Bình. Việt Nam muốn mua pháo tự hành ưu việt của Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine thề sẽ chiến thắng chủ nghĩa phát xít Nga. Nga nói cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc sau 2 tuần nếu phương Tây ngừng tiếp tế. Anh sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Nga vì hoạt động ác ý. Israel không kích Rafah, tình hình nhân đạo có thể tệ hại hơn. Mỹ, Philippines cho nổ tàu trong cuộc tập trận chung. Nhà hoạt động Phan Tất Thành hôm 8 tháng 5 bị Tòa án Nhân dân TP.HCM kết án 8 năm tù giam với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, báo chí Việt Nam không đăng lời ông Thành nói tại tòa về các bài viết trên Facebook bị coi là có nội dung tuyên truyền, vu khống, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, dẫn tới việc ông bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái. VnExpress chỉ dẫn lời hội đồng xét xử kết luận rằng ông Thành không thừa nhận hành vi, nhưng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ xác định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nên cần xử lý nghiêm. Trong khi đó, Human Rights Watch nói trong một thông cáo hôm 7 tháng 5 rằng ông Thành sử dụng Facebook để nêu quan ngại về các tù nhân chính trị, trong đó có các nhà hoạt động nhân quyền đang bị cầm tù. Vận động một cách ôn hòa cho dân chủ và nhân quyền không phải là một tội trạng, bà Patricia Grossman, đồng giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nói trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Thành. Tổ chức nhân quyền Project 88 hôm 6 tháng 5 nói rằng Công an Hà Nội vừa bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người được cho là đang dẫn đầu nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế, mà nếu được thông qua sẽ đảm bảo cho người lao động quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước. Trong thông cáo hôm 6 tháng 5, tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Công an Hà Nội đã bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, 51 tuổi, từ tháng trước. Trong khi công an chưa công bố việc bắt người này, Project 88 dẫn một nguồn tin nói rằng ông Bình bị bắt với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Tổ chức này cho biết thêm rằng tên và chức danh của ông Bình đã bị xóa khỏi trang web của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tháng trước. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, danh sách lãnh đạo của vụ pháp chế hiện chỉ còn 3 vụ phó. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội đề nghị họ xác nhận việc bắt giam ông Bình nhưng chưa nhận được phản hồi. Việt Nam báo hiệu họ đang lên kế hoạch mua pháo tự hành Hanwha K9 của Hàn Quốc cho quân đội, một số trang tin nước ngoài đưa tin trong mấy ngày gần đây. Quyết định của Việt Nam chọn hệ thống vũ khí nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quốc gia này có tranh chấp nhiều năm về Biển Đông với Trung Quốc. The Eurasian Times, Asian Military Review và Jane dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến bày tỏ ý định mua pháo K9 tại đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11 ở Hà Nội hôm 23 tháng 4, pháo sẽ được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Chiến đã thẩm định các hệ thống vũ khí của Hàn Quốc và bày tỏ ý định mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, bao gồm việc đưa các hệ thống vũ khí của Hàn Quốc như pháo tự hành K9 vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và đề nghị chính phủ Hàn Quốc hợp tác về việc này. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, phía Việt Nam chưa lên tiếng về các thông tin trên. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Con sông Vàm Cỏ này của Long An thì đầy ấp nước và mặn thì nhiễm sâu vào nội đồng, khiến vườn cây chịu cảnh khô khốc. Người dân xứ này lâm cảnh thiếu hụt nước ngọt cho tiêu xài hàng ngày, bởi chờ nước từ đường ống của chính quyền thì lúc có lúc không.
Kiểu như là nước sinh hoạt là năm nay là tại vì hạn hán, nước ngập mặn á, thành ra ở đây nó thiếu nước, mà ở đây còn đỡ hơn ở các vùng ở bên Cần Giuộc hoặc Cần Đước đồ, nó hoặc ấp năm đồ của Tân Phước Tây là nặng lắm. Còn đây thì mình cũng còn đỡ hơi hơi, tại vì có khi nó phân luồng có nước chảy ra nửa đêm. Khi nguồn nước máy trong tình trạng như vậy nên người dân phải trông chờ vào lượng nước ngọt hỗ trợ từ những mạnh thường quân các nơi cho tiêu xài hàng ngày, với tất cả vật dụng chứa ở mỗi gia đình như thùng, thau, bình chứa cho khoảng hứng nước từ thiện này. Nó kiểu phân nặng, nó chia các chỗ khác. Mình đây không có rồi, xe này là ta vô, ta hỗ trợ cho dân xài. Chuẩn bị là xe tới rất là nặng, mình hứng cái đem vô xài đó. Ngày nào cũng có cho vậy. Mà mình thí dụ mình hết mình mới đón. Mình xài hết mình mới đón chứ không phải mỗi bữa mình mới đón vậy. Còn bồn nước công cộng này là do chính quyền mang đến đặt để một cụm nhà trong khu dân cư nhận được nước ngọt mỗi ngày cho tiêu xài. Người dân đến đây sẽ chia nhau hứng nước từ đó vào xô, thau, canh nhựa mang về sử dụng. Trong vòng chắc một ngày là hết, ngày mai sẽ hứng nữa. Nói chung hả, nhà nào ta có tiền thì ta mua bồn hoặc mua can, còn không có thì thau, thùng, đủ thứ. Ở dưới đây thì rất là mừng, cảm ơn tất cả mạnh thường quân với lại mấy anh YouTube đồ cũng quay lên đó. Thành ra người ta mọi người biết tới. Nước ngọt trong tình cảnh đó thì không thể dành cho phần tưới rẫy vườn, và từ những thùng nước công cộng này giúp người dân chủ động hơn trong hứng mang về xài hàng ngày, bù đắp cho hệ thống nước máy thiếu hụt do nguồn nước sông nhiễm mặn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 5 tuyên bố Ukraine đang chiến đấu với chủ nghĩa phát xít Nga trong bài phát biểu nhân kỷ niệm ngày Đức Quốc xã đầu hàng trong Thế chiến thứ hai. Ông Zelensky phát biểu từ tầng hầm của một trường học ở làng Yahine, phía bắc Ukraine, nơi có gần 400 cư dân đã nằm dưới sự chiếm đóng của Nga trong 27 ngày hồi năm ngoái. Vào sáng sớm 8 tháng 5, phi đạn và máy bay không người lái của Nga đã tấn công gần chục cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong một cuộc không kích lớn. Đối với Nga, ngày 9 tháng 5 là một trong những sự kiện quốc gia quan trọng nhất, tưởng nhớ những hy sinh của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã. Nước Nga Xô Viết và nữ Ukraine Xô Viết phải chịu tổn thất nhân mạng khủng khiếp trong cuộc chiến đó. Ukraine đánh dấu lễ kỷ niệm này vào ngày 8 tháng 5. Sự đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã có hiệu lực lúc 11 giờ 1 phút tối ngày 8 tháng 5 năm 1945, lúc đó đã là ngày 9 tháng 5 ở Moscow. Nga ngày 8 tháng 5 tuyên bố xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc ngay sau 2 tuần nếu phương Tây ngừng cung cấp quân sự cho Kiev, đã phát biểu của người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell. Hồi đầu tháng này, ông Borrell nói rằng sự tồn tại của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chấm dứt. Ông Borrell nhấn mạnh ông không muốn chiến tranh kết thúc như thế. Khi được hỏi về cách giảm leo thang cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói. Và những gì cần thiết để giảm leo thang? Ông Borrell đã nói, nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần, và đó chính là công thức giảm leo thang. Cùng ngày 8 tháng 5, Nga cảnh cáo việc gửi quân NATO vào Ukraine sẽ cực kỳ nguy hiểm, và rằng Moscow đang theo dõi chặt chẽ kiến nghị của Ukraine kêu gọi can thiệp như vậy. Kiến nghị được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine nói rằng Ukraine nên yêu cầu Mỹ, Anh và các nước khác gửi quân tới giúp nước này đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Chế độ Kiev khá khó đoán. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa vào cuộc xung đột này của quân đội các nước NATO có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì vậy, chúng tôi coi đây là một hành động khiêu khích cực kỳ thách thức, và tất nhiên chúng tôi đang theo dõi điều này rất cẩn thận. Không rõ liệu kiến nghị thư có thu thập đủ số phiếu cần thiết là 25.000 để yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời bằng cách chấp thuận hay bác bỏ nó hay không. Tính đến sáng ngày 8 tháng 5, kiến nghị thư đã thu được 1.594 phiếu. NATO đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến bằng cách cung cấp cho nước này những vũ khí ngày càng mạnh
bao gồm xe tăng và phi đạn tầm xa, nhưng không can thiệp trực tiếp bằng quân đội, điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cảnh báo có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vấn đề gửi quân phương Tây tới Ukraine sẽ hợp pháp nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và Kiev yêu cầu điều đó. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8 tháng 5 dọa rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào quân đội Pháp nếu Pháp gửi quân đến Ukraine. Anh sẽ trục xuất tùy viên quốc phòng Nga, xóa bỏ quy chế ngoại giao đối với một số tài sản và hạn chế thời hạn thị thực ngoại giao của Nga. Phát biểu trước Quốc hội hôm 8 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly nói hành động này đáp lại chuỗi hoạt động ác ý của Moscow trên khắp nước Anh và châu Âu. Anh đã đưa ra một số đợt trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Nga kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, và ông Cleverly cho biết chính phủ bảo thủ sẽ không chùn bước trong việc hỗ trợ Kiev. Tuần trước, các thành viên NATO nói họ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công gần đây mà họ cho là do Nga thực hiện, ảnh hưởng đến Cộng hòa Séc, Estonia, Đức, Latvia, Litva, Ba Lan và Anh. Vào tháng 4, một người đàn ông Anh bị buộc tội vì bị cáo buộc có hoạt động thù địch nhà nước nhằm phục vụ cho lợi ích của Nga, bao gồm việc tuyển dụng những người khác để thực hiện một cuộc tấn công đốt phá một cơ sở thương mại có liên quan đến Ukraine ở London. Ngày 8 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói những cáo buộc của Anh về sự liên quan của Nga trong vụ tấn công đốt phá là vô lý và là một phần của cuộc chiến thông tin. Không kích của Israel đánh trúng một ngôi nhà ở phía tây Rafah hôm 8 tháng 5 khiến 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương, theo Bộ Y tế Gaza cho biết. Vài giờ sau, người dân bắt đầu dọn đường và tìm kiếm đồ đạc của mình trong đống đổ nát. Các cuộc đàm phán được nối lại vào ngày 8 tháng 5, sau khi Israel hôm 6 tháng 5 bác bỏ đề nghị 3 giai đoạn được Hamas thông qua và tuyên bố rằng không thể chấp nhận được. Hôm 8 tháng 5, người Palestine di tản tập trung trước một căn bếp từ thiện để nhận thực phẩm, lo ngại những đường dây cứu sinh này có thể sớm đóng cửa do thiếu nguồn cung cấp viện trợ. Các tình nguyện viên lo lắng rằng tình hình nhân đạo vốn đã khó khăn có thể trở nên tồi tệ hơn do quân đội Israel đóng cửa biên giới Rafah. Xe tăng Israel hôm 7 tháng 5 lăn bánh qua cửa khẩu biên giới Rafah giữa Gaza với Ai Cập, cắt đứt tuyến đường viện trợ quan trọng và cũng là lối thoát duy nhất để sơ tán bệnh nhân bị thương. Theo Bộ Y tế Gaza, tính tới ngày 8 tháng 5, khu phức hợp này đã đóng cửa 2 hôm, nhưng Israel cho biết họ đang mở lại cửa khẩu Kerem Shalom ở miền nam Gaza, nơi mà hầu hết viện trợ cho Gaza đã được chuyển đến gần đây. Quân đội Israel nói đã phát hiện cơ sở hạ tầng của Hamas ở một số địa điểm phía đông Rafah và rằng quân đội của họ đang tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu ở cửa khẩu Rafah và các cuộc không kích trên khắp dải Gaza. Israel yêu cầu cư dân di tản đến một khu vực nhân đạo mở rộng ở Al-Mawasi, cách đó khoảng 20 km. Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và Philippines đánh chìm một tàu chiến giả định của kẻ thù bằng pháo binh, không kích và rocket chính xác cao ngay ngoài khơi bờ biển phía tây của Philippines hôm 8 tháng 5 trong cuộc tập trận chung hàng năm. Máy bay chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ và FA-50 của Không quân Philippines đã thả phi đạn không đối đất, trong khi lực lượng hải quân và mặt đất bắn phi đạn chống hạm Sea Star để nhắm vào tàu chở dầu đã ngừng hoạt động nằm cách bờ biển Lao Ác 15,7 km ở tỉnh Ilocos Norte phía Bắc. Cuộc tập trận hàng năm với sự tham gia của khoảng 16.000 binh sĩ Philippines và Mỹ đã bắt đầu vào tháng trước và sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 5. Cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông đang leo thang. Một số cuộc tập trận năm nay được tổ chức xung quanh các đảo và tỉnh đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Lao Ác cách điểm cực nam của Đài Loan khoảng 408 km. Đông đảo các thế hệ người Mỹ gốc Việt hội tụ về hội chợ sách Việt Bookfest do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ hay VALA
tổ chức tại Viện Bảo tàng Bowers hôm ngày 5 tháng 5 ở thành phố Santa Ana, Nam California. Đây là lần thứ ba Hội Vala tổ chức hội chợ sách, quy tụ nhiều tác giả thuộc nhiều thế hệ người Việt hải ngoại, với nhiều tác phẩm đa dạng, phong phú, từ truyện tranh thiếu nhi đến các tiểu thuyết được giải văn chương của Mỹ, thơ và tự truyện. Thật là tuyệt vời khi thấy nhiều người ủng hộ sách, ủng hộ Viện Bảo tàng. Nói chung thì người Việt mà tôi biết khi lớn lên ở đây, họ không phải là những người ủng hộ nghệ thuật cho lắm. Và thật là tuyệt vời khi thấy sự ủng hộ này lớn dần và ngày càng đóng góp vào giới nghệ thuật. Tôi nghĩ những tiếng nói của một thế hệ người Việt đang bắt đầu lớn dần, rằng chúng ta có trải nghiệm sống ở Hoa Kỳ và chúng ta bắt đầu kể những câu chuyện của chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng ta, thay vì kể những câu chuyện từ góc nhìn của những người phương Tây hoặc là đưa ai đó kể câu chuyện của người Việt Nam. Chúng ta đang kể câu chuyện của chúng ta. Lê Uyên là họa sĩ truyện tranh có hơn 25 năm kinh nghiệm và hơn 140 sách được xuất bản. Trong nhiều tác giả, nhà văn gốc Việt trẻ tuổi nổi tiếng trong thế giới văn chương ở Mỹ thường xuất hiện tại Việt Bookfest. Năm nay đặc biệt có sự góp mặt của tác giả và nhiều khán giả ở lứa tuổi thiếu nhi. Em 10 tuổi là đồng tác giả sách Chicken of the Sea với ba em từ khi em 5 tuổi. Ba em đăng lên trang Facebook, một nhà xuất bản hỏi ba có thể cho xuất bản thành sách không, ba đồng ý. Ba và em có làm việc với hai nghệ sĩ khác nữa để có những bản vẽ thật, rồi nó trở thành sách. Khách tham dự rất hào hứng với cơ hội gặp được nhà văn, nghệ sĩ yêu thích của mình. Tôi là một fan hâm mộ sách của nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Tôi biết gần đây ông ấy có một chương trình truyền hình lớn trên đài SBO, cho nên chỉ cần thấy cộng đồng chúng ta đã đi được bao xa, trong khía cạnh đại diện trong giới nghệ thuật, thì thật là vô cùng hào hứng cho tôi. Tôi có cảm giác là lần đầu tiên tôi khám phá khả năng sáng tạo của chính tôi, giống như là đọc sách và tự sáng tạo nghệ thuật vậy đó. Nhưng họ cũng cho rằng hội chợ này nên mở rộng hơn nữa. Tôi nghĩ họ nên có nhiều gian hàng hơn, bao gồm luôn một cộng đồng, có thêm những nghệ sĩ thuộc thể loại nghệ thuật khác, từ không gian khác và kết nối tất cả lại với nhau để học hỏi về văn hóa và di sản của chúng ta. Tôi nghĩ nếu làm cái này cả cuối tuần luôn thì hay hơn, để chúng ta có thể giới thiệu nhiều nghệ sĩ và nhà văn hơn, làm nhiều buổi hội luận và cả cuối tuần luôn thì sẽ rất là vui. Việt Bookfest bắt đầu năm 2022 trong thời đại dịch COVID với chương trình đọc sách trực tuyến cho các em thiếu nhi. Năm nay, hội chợ Việt Bookfest kéo dài cả ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, với nhiều buổi hội luận sáng tác vấn đáp cùng tác giả, với hàng trăm khán thính giả, fan hâm mộ gốc Việt từ khắp nơi ở miền Nam California tề tựu về đây tham dự. Mở ra một sân chơi tinh thần mới, nhiều ý nghĩa cho người Việt hải ngoại đam mê văn học nghệ thuật, cũng như cho những ai muốn tìm hiểu về bản sắc, tiếng nói của người Việt tại Hoa Kỳ. Một khu rừng tự nhiên ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Đây là thời gian mà nhiều cư dân trong vùng đi rừng hái măng, vì sau những cơn mưa xuân, những chồi măng tự nhiên mọc lên nhiều không đếm xuể. Đối với họ, việc đi hái măng không đơn thuần là đi tìm những ngọn măng tươi để bữa cơm trong gia đình thêm phần phong phú, mà đây còn là một thú vui tiêu khiển trong mùa xuân rất hấp dẫn, đặc biệt là đối với người cao niên. Ra vườn nó thoáng, cũng như là một cách thức để giữ sức khỏe tốt thì hít không khí trong lành, xung quanh là cây nhả ra oxy rất tốt và hút tất cả những cái khí carbonic. Thì giờ đó sức khỏe được coi như là tốt và bền lâu, thì cái đó là cái thú mà rất là thanh thản. Tất cả các loại măng, từ măng trúc, măng tre hay măng vầu đều được bày bán rất đa dạng tại các khu chợ châu Á ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhưng vì cái thú thanh thản mà những người như ông Hưng thường không bỏ lỡ cơ hội đi hái măng tươi trong rừng mỗi dịp mùa xuân ấm áp như thế này. Ông Hưng và những người có cùng sở thích cho biết măng tự nhiên trong vùng có thể nói rất phù hợp để chế biến những món ăn Việt truyền thống, gợi nhớ về những kỷ niệm êm đềm tuổi thơ khi còn ở Việt Nam. Đi tập thể dục ở trong rừng này, tôi đi hái măng này này. Đấy. Và cái măng này là cái là nó nguyên chất, nó không có hóa chất một tí nào cả. Ăn rất là yên tâm. Đấy.
đảm bảo rất ngon. Măng tươi đây. Cái măng này, măng này đối với người Trung Nam Bắc thì vịt sáo măng, gỏi măng vịt hay là măng luộc nên ăn với này thịt gọi là thịt đùi, thịt bắp luộc lên thì. Mùa đi hái măng rừng ở khu vực ngoại ô thủ đô nước Mỹ thường diễn ra từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 mỗi năm, khi những chồi măng đua nhau mọc lên đón nắng ấm. Các rừng măng nho nhỏ cũng khá phổ biến tại hầu khắp các công viên và rừng tự nhiên kế cận các khu dân cư, nên nhiều khi những người yêu mến sở thích này chỉ cần ra khỏi cửa nhà một đoạn đường ngắn là có thể hái được măng tươi. Sau mùa hái măng này, cư dân trong vùng lại háo hức chuẩn bị cho mùa đi thăm nông trại để thưởng thức hoa quả tươi, tận hưởng không gian thoáng đãng của thiên nhiên và một chút tĩnh lặng giữa cuộc sống tất bật thường nhật ở Mỹ. Sự im lặng bao trùm nơi được gọi là khu vực cấm xâm nhập Chernobyl. Hoạt động của con người gần như biến mất hoàn toàn từ 38 năm trước, và thiên nhiên đã lấp đầy khoảng trống đó. Làm việc trong khu vực cấm xâm nhập Chernobyl là một niềm vui đáng ngờ, như những du khách thường nói. Nhưng chúng tôi, những nhân viên, thích nó, ở đây yên tĩnh và tĩnh lặng. Vladimir Vybitsky gọi khu vực này đơn giản là nhà. Ông ấy đã trải qua thời thơ ấu và tuổi trẻ của mình ở đây, tại thành phố Ma, Pripyat. Đây từng là căn hộ của tôi, tầng 1. Đây là cửa sổ phòng ngủ, phòng khách ở phía bên kia của tòa nhà. Pripyat nằm cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl 2 km. Khi vụ nổ lò phản ứng số 4 xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, thành phố đã được sơ tán trong 2 ngày. Lúc đó, Vybitsky là một kỹ sư trẻ ở nhà máy hạt nhân. Đó là một ngày cuối tuần, tôi đang đọc sách trong bếp cho đến tối. Khoảng 4 giờ sáng, người đưa thư đến. Cô ấy nói ở nhà máy có chuyện, sáng mai tôi phải đi làm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sau đó cho biết Chernobyl là thảm họa lớn cấp 7, mức nghiêm trọng nhất. Ngay sau khi thảm họa nổ ra, 31 người đã thiệt mạng và 600.000 người tham gia nỗ lực chữa cháy và dọn dẹp đã bị phơi nhiễm liều lượng phóng xạ cao. Lò phản ứng đã không còn. Với tư cách là một chuyên gia, tôi hiểu rằng đây là một thảm họa kinh khủng. Sau đó, Vladimir được thông báo rằng mình chưa cần phải tới nhà máy. Vì vậy, ông ở nhà và thay vào đó giúp vợ và con trai sơ tán. Chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi chỉ cần phải rời thành phố trong 2 hoặc 3 ngày. Sau đó, các bác sĩ đã kiểm tra con trai tôi và nói rằng mức độ phóng xạ của cháu cao gấp 2 lần so với tiêu chuẩn của người lớn. Trong vòng một tháng, Vybitsky được gọi trở lại nhà máy điện. Ông làm việc ở đó thêm một năm nữa, rồi chuyển đến khu vực cách ly. Khu vực rộng 30 km xung quanh nhà máy Chernobyl có mức độ ô nhiễm phóng xạ cao nhất. Ở Ukraine, trong giai đoạn đầu, 96 thị trấn và làng mạc đã được tái định cư, khoảng 130 đến 150 nghìn người đã phải sơ tán. Vladimir cho thấy khu vực này vẫn còn cực kỳ ô nhiễm. Đấy, bạn thấy không? Mức độ phơi nhiễm ngày càng tăng, 1,37 hoặc 1,42 microsievert, cao gấp 5 lần mức cho phép so với tiêu chuẩn ở Ukraine. Vladimir đã không còn nhớ mình đi vào khu vực cấm này tới bao nhiêu lần. Ngày nay, đây vẫn là nơi làm việc của ông. Ông sống sót sau cuộc sơ tán thứ hai khỏi đây vào năm 2022, khi người Nga chiếm đóng nhà máy trong những ngày đầu của cuộc xâm lược toàn diện. Việc tính giờ chính xác trong thời đại ngày nay có được là nhờ việc sử dụng khoảng 400 đồng hồ nguyên tử trên khắp thế giới. Cái gọi là giờ phối quốc tế hay UTC là một phép tính phức tạp do Văn phòng Cân đo Quốc tế thực hiện và được duy trì phù hợp với vòng quay của trái đất, vốn có xu hướng thay đổi. Vào những năm 70, người ta đã quyết định rằng chúng ta không cho phép xảy ra sự chênh lệch giữa thời gian nguyên tử và chuyển động quay của trái đất lớn hơn một giây. Chúng tôi thêm một giây nhuận khi thấy độ lệch gần bằng một giây. Các
Các máy đếm giờ đã thêm dây nhuận vào UTC 27 lần kể từ năm 1972. Nhưng trong một vài năm nay, đã có suy đoán rằng việc trừ đi một giây cũng có thể cần thiết. Đó được gọi là dây nhuận âm. Trong một thế giới luôn chuyển động, những thay đổi này có thể gây ra sự gián đoạn. Đôi khi những sự gián đoạn đó khá tồi tệ, chẳng hạn như trường hợp máy bay phải hạ cánh vì máy tính nhận thấy có điều gì đó không ổn và chúng ngừng hoạt động. Và chúng tôi không biết loại vấn đề đó, liệu nó có trở nên tồi tệ hơn khi chúng tôi thực hiện một dây nhuận âm hay không. Nhưng nghiên cứu mới trên tạp chí Nature cho biết biến đổi khí hậu có thể đã trì hoãn nhu cầu về dây nhuận âm. Bắc Cực đang ấm dần lên, do đó có rất nhiều băng tan chảy ra biển và lan ra khắp thế giới. Điều mà hiệu ứng nóng lên toàn cầu đã làm là khiến trái đất chậm lại nhiều hơn mức lẽ ra nó sẽ chậm lại. Theo lời của Agnew, hãy nghĩ đến một vận động viên trượt băng nghệ thuật đang quay vòng với hai tay qua đầu. Đó là lúc trái đất có băng ở Bắc Cực. Khi cô ấy đưa chúng xuống để tạo hình chữ T, cô ấy sẽ quay chậm lại. Đó là những gì xảy ra khi băng tan và chảy quanh các đại dương trên thế giới. Sự chậm lại có nghĩa là nếu cần một dây nhuận âm, thì ngày sớm nhất để thêm dây nhuận âm có thể lùi lại từ năm 2026 đến khoảng năm 2029. Tuy nhiên, tác động tưởng như tích cực đó lại quá mờ nhạt so với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bao gồm cả mực nước biển dâng. Agnew lưu ý, nhà địa vật lý Jeffrey Park của Đại học Yale đồng ý với ý kiến này. Đây là bằng chứng cho thấy thực tế các quá trình nóng lên toàn cầu khiến tan chảy các tảng băng ở hai cực đang thực sự ảnh hưởng đến đặc điểm rất cơ bản này của hành tinh chúng ta, sự quay của nó. Những thay đổi này rất nhỏ nhưng có thể đo lường được. Do sự gián đoạn, các cơ quan phụ trách tính thời gian trên toàn cầu đã bỏ phiếu tạm dừng dây nhuận từ năm 2035. Thảo luận về cách điều chỉnh UTC với sự quay của trái đất dự kiến sẽ được tổ chức tại đại hội tiếp theo vào năm 2026. Welcome to English in a Minute. A swamp is an area of land that's often covered with water. So, what do you think this idiom means? To be swamped. I am so tired. I don't think I've slept for 2 days. Why haven't you been sleeping? I've been swamped with work. It just seems like I'm never able to get everything done. Jonathan, you need your sleep. Your health is more important than work. You're right. But what I really need is a vacation. As a verb, swamp means to cover or fill with too much water. The idiom, to be swamped, means to have too much to do. It might feel like you'll never finish everything you have to do. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh.